tay của bốn. Đi đi ngồi. Con ăn, con ăn. Thôi đi, chào với. Mẹ giải tải ở đây xong rồi hai chị em ngồi đây chơi nhá, cho mẹ hái rau nhá. Chào anh ơi. Con trông túi cho mẹ nhá. Này không, tí nữa con bóc kẹo cho em ăn nhá. Đấy là trứng của con ốc đấy con ạ. Con trông em cẩn thận nhá. Vâng ạ. Chào mai anh ơi. Dạ. Con hát cho em nghe đi con. Lột con vịt sẽ ra ăn cắt cắt lo kêu già cắt 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 cắt. Ơi em ơi, cắt móng tay mẹ. Con gái ơi, non nhờ con nhờ. Ngồi đây chơi để mẹ đi hái nữa nha. Em ơi. Thơm Anh ơi. Dạ. Con có nóng không con? Con nóng. Đợi mẹ một chút nhá. Vâng ạ. Anh ơi. Dạ. Con kéo cưa lửa xẻ với em đi con. Chào Mai ơi. Dạ. Con trông em cho mẹ nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Em à, chị cho Mai cho em bú sữa à. Chị cho Mai giỏi thế. Mẹ hái thêm một rổ nữa nha. Con trông em hộ mẹ nha. Trâm Anh ơi, Trâm Anh à, Trâm Anh ơi, con kể chuyện cho em nghe đi con, kể chuyện con dê đen ấy. Em đây.
lên cho em ngủ nha. Ồ, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ thương em. Ồ. Con đứng ở đây chơi để mẹ ra cắt mấy quả bí nhá, để chiều mẹ con mình đi bán nhá. Mẹ xong rồi. Anh ơi, con lấy mũ đội vào chuẩn bị đi về nào. Xong con đeo túi hộ mẹ nhá. Nóng nhờ con nhờ. Con đứng ra đi dép vào để mẹ gấp cái này. Mẹ nhặt cái này mang về nhà đã nhờ. Để đây bà nhờ. Con cầm giá hộ mẹ đi. Rồi, ra đến trường dễ rồi. Con để giá ở đấy cho mẹ. Mẹ ơi, em dậy rồi. Dậy rồi nhé. Con để giá đấy cho mẹ. Mẹ rửa tay rồi mẹ rửa em nhé. Vâng ạ. Con giữ em nhá. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh.
Mẹ đưa em rồi, mẹ con mình đi chợ bán rau nha. Em muốn xong chưa? Châm Anh muốn xong chưa con? Con muốn xong rồi. Em muốn hết chưa? Em muốn hết rồi á. Ui ôi hết rồi. Còn một tí nữa thôi nhỉ.
7 đến gần 8. Bà bán rau à? Vâng ạ. Chỗ bán 12.000 ạ.
cho con tô đi con. Yêu em nào, yêu em nào, yêu em nào. Cho mai yêu em nào. Ôi, yêu em á. Mẹ đến nhá. Đi nơi rồi con ơi. À con đi đây bố dắt con nhá. À, đi nào. Cho mai ơi. Bố nào, bố bé nào, con nào, con trai của bố lớn quá rồi nào. Chờ mẹ đâu rồi, ừ. Mẹ thiếu trà lắm rồi. Bố ơi, sao bố đi làm lâu thế? Sao anh biết địa chỉ của ba mẹ con em mà đến tìm? Anh hỏi bà con ạ. Nào, anh bế con vào trong nhà đi. Con nhớ mẹ không? Nào, bố bé nào, bố bé con trai bố nào, nào, bé nhá. Nào, bố bé, cho bố bé một tí. Nó tiêm máu à? Nào, cho mày nhìn bố bé. Nào, bố kẹo một con nhá. Con bóc kẹo cho em đi. Cho bố bóc ra. Ừ, bóc con nhá. Không cho bố bé ăn, không cho bố bé. Lớn lắm rồi. Chà còn nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con lắm đi. Hai mẹ con vất vả lắm à. Bây giờ bố ở với con nhá, bố không đi nữa nhá. Chà mày còn nhớ bố không? Có. Thế là mẹ yêu con nhá, mẹ yêu con nào. Mẹ yêu con nào. Nào khoa, nào bố bé khoa nhá, bố khoa của bố nhá, lớn quá rồi. Cho mày này con. Tim bố. Ừ.
À, nắp con đậy, con để ra đây chơi nhá. Nào. Trời cứ tối rồi để em bật bóng lên thuốc sáng. Chào mấy người, con cất màn lên trên nhà đi để lấy chỗ đồ chơi nhá. Con ngoan lắm. Rơi bút đi con. Này mẹ nhặt cho con. Đây lại có hộp bắp. Đấy còn một cái nữa. Cảm ơn đồ không con. Đâu bố bóc cho con nhỉ. Đồ bóc cho. Bóc cho con nhá. Anh chồng con để em gọt bí nhá. Gọt bí gì? Nào. Sao? Con chưa lấy được ạ? Đưa bố lấy cho nhá. Xem anh kìa. Đã chơi cái gì đấy con? Xem anh chơi gì bảo em chơi với nhá. Nào đồ bố cất cái này đi nhá. Nào sao sao nhỉ? Pha làm sao thế? Ơi. Sao con? Bố bế đây. Đây đây của con này. Đấy cho em mượn nhá, cho em mượn cái này nhá con nhá. Không à, cho em mượn. Cho anh đi học kìa em. Cho anh chưa anh ạ? Em đang chuẩn bị xin giấy tờ ạ. Thế là nhà cho anh tự học ạ. Cho anh xin gì rồi con? Xin nhiều xin nhiều. Nhá. À, cho anh chơi với em nào con. Chị mượn chị. Dạ. Chị trả. Thế chị cho anh cho em khoa mượn nào. Ôi dồi ôi. Ừ. Đây là con thỏ này. Con thỏ này. Con thỏ đẹp. Con lợn này. Con lợn này. Khoa. Khoa. Khoa đây này. Con lợn này. Con lợn này. Này. Cứu cứu lại. Này. Này bắt lợn nhá. Lợn cho cắn ạ. Piu piu. Con lợn. Piu piu. À con lợn này. Ơi. Ơi. Hai chị em chơi với nhau đi con. Đâu bố xem nào. Đâu đâu bố xem. À ở đây đây bố lấy cho nhá. Nào. Đây quả trà đây nhà. Nào bố lau cái này cho nhá. Không để bẩn ra tay như thế này đâu nhá. Em khoa, em khoa nhiều lắm nhỉ. Em khoa ai nhỉ? Em khoa hư lắm ấy nhỉ. Ừ. Trà ơi. Trà ơi. Con đói chưa? Con đói rồi á. Mẹ nấu cơm con ăn nhá. Được không? Hả? Mẹ gọi con phải dạ nhớ chưa? Con phải vâng, con phải dạ nhớ chưa chá? Chá ơi, lúc nào mẹ gọi con thì con phải vâng ạ, à, nhớ chưa? Chá nhớ mẹ dặn chưa? Con mồm con đâu chá? Ờ, cất rác đi nhá. Rồi, cho khoa rồi để đây nhá, tí khoa ăn nhá. Khoa làm sao thế? Chắc lâu ngày không gặp ba chắc là lạ rồi. Đi chọn rất là lắm rồi em. Khoa ơi, lạ bố à. Lâu ngày không gặp con lạ. Lạ không dậy rồi sao nhậu thế con? Bố bế rồi sao không dậy thế? Hả? Giờ xem mẹ nhé, xem mẹ nhìn cái quanh này. Con có biết tết đồng đấy chứ mày? Hả? Con biết tết đồng đấy? Con biết ra. Con giỏi nhá. Ai dạy con tết tóc đấy? Mẹ dạy con tết tóc ạ. Nào con biết, con có biết kẹp được không? Đi ra đây con kẹp cho em đi. Ôi siêu quá ôi, đẹp quá. Cho kẹo này. Ôi sao thế, thử vứt ra không?
không biết kẹo à? Thế đây bố cho cái này. Cầm đây. Đấy, con chơi đây. Nào, thu dọn nào, thu dọn thì đi ăn cơm nào. Mẹ thân đoàn xong rồi, hai con dọn đi không? Đây là bố cất túi đi nhỉ? Cất túi. Ừ. Bố ơi. Ơi. Ừ, xong chưa con ơi? Ừ. Nào đưa bố cất cho nào. Bố cất cái này thôi nhá. Vẫn còn á, à. Đấy con này nhặt nốt đi. À rồi cất đi nhá, cất đi để tối chơi nhá nào. Còn đến cơm nào. Đây. Ờ kìa kìa đây con kìa đây. Ở đây, đây. À đây, con ăn đi. Con đói chưa con? Con đói rồi á. Con này đi xe có mệt đâu con? Không có mệt đâu. Không mệt á? Giỏi vậy á. Cái nào con xuống đây không ngã, con không theo chị được đâu nhá. Con không quen. Nhỉ, yeah, xuống đây. Ừ. Ừ, con xuống ạ. Ừ, em qua đi nào. Nào. Con bế em không? Xem anh ơi. Từ bế thế nào, con bế em không? Đi xuống rồi chuẩn bị ăn cơm con. Nào, hôm nay mẹ dán trứng cho con này. Mẹ rửa tay cho hai con gái nào. Đi rửa chân tay rồi đi ăn cơm nào các con. Nào con mẹ bế trà nào. Ừ, quả. Nào mẹ rửa tay nào. Cảm ơn ơi. Em về với con có thích không? Rồi hai con đi vào ăn cơm nào. À ăn cơm nào. Hai mẹ dán trứng nào. Hôm nay không biết bố về với em về nên là mẹ nấu cơm hơi ít nhỉ. Đây. Rồi, bác của cha đây. Bác của cha mang đây nào. Dưỡng dưỡng nào. Ừ. Ngoan thế nhỉ, chị cho mày ngoan thế nhỉ. Chị con đòi á nào. Đây, đưa mẹ bế nha, mẹ bế ăn cơm nha. Đưa 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 trả bố. Có bố ăn. Cho mày ăn thìa ăn đũa con. Mẹ lấy trứng cho con nhé, trà nhé. Cho mày ơi, con ăn thìa con ăn đũa. Trà bảo con ngạ nào. Ăn được đũa à? Mẹ lấy cho con. Nhá, con đi con ăn đũa đi, thìa đây nhá, lúc nào con ăn thìa thì con lấy nhá. Thấy chưa? Con ăn cái gì? Con ăn thịt ạ, mẹ lấy thịt cho con nhá. Con đây. Nào nào, bát trà đâu? Đây, bố lấy thịt cho con này. Con xin bố đi. Nào. Ừ, được rồi, ngoan quá. Ăn cơm đi. Nào. Ăn đi con. Nào. Rồi con lại con ăn cơm nhá. Ăn đi. Nào, khoan nào. Ăn mâm nào. Mâm. Khoan giỏi lắm rồi kìa. Vâng. Ăn tiếp à. Này đây, bổ trà đây này con này. Nào, con ăn tiếp đi. Ăn ngon không con? Ăn đi cá đi con. Mày giấy con nào nha. Đúng chưa? À, mẹ đút cho Khoa nào. Sao con ăn nữa đi, ăn để bố lấy ấy cho nhá. Lấy thêm nhau. Chá. Ừ. Ngon nhỉ. Trời ơi, trà giỏi quá, cho anh bỏ bát xuống nào. Ôi, trà giỏi thế. Ôi, ôi, yêu thế. Ôi, mẹ cảm ơn con gái. Này giấy này con ơi.
Đấy, mẹ con ăn đi nào. Khoa ơi. Khoa ơi. Khoa chơi cái gì đấy? Chơi đồ chơi ăn con. Nào bố. Bà ơi. Khoa người của mẹ nhá. Nào trèo lên nào, hai chị em ngồi đây trèo với chơi với em Khoa nào. Thế này xem nào, cho bay ngồi đây bố hỏi xem nào. Nào. Thế cho anh có biết trông em đấy. Có. Thế là nhà trông em Khoa cho mẹ đi làm à? Vâng ạ. Nhá, con giỏi đấy á. Cho bay hát đi nào. Con hát cho em Khoa nghe bài nào, cho em Trà nghe nào. Con hát cho bố đi. Nghe đi. Đây, bố có quả đây. Quả cho Trâm Anh đi. Này, này, bố có sữa cho Khoa này. Khoa uống sữa không? Này, của con này. Đây, của con nhá. Này, váy này, cái váy mông của Trâm Anh nhỉ. Sao con? À, của con đây. Nào, Khoa uống sữa nào. Đây, của Khoa đây. Đây quà của mẹ đây. Đây bố mua cho mẹ một quần áo. Con ba một quần áo cho mẹ thôi này. Chắc là vừa đấy anh ạ. Thì mặc cho em có vừa không? Ê, cho mai nha, đưa mẹ mặc váy xem là mặc váy của ba mua cho con xem nào. Dạ, con đưa mẹ mặc váy cho con xem có vừa. Ừ, bố cất túi đi nhá. Chà. À, cho mai đưa tay anh nào. Hả, em chà hôm qua có rồi. Dạ. Dạ. Rồi, cho mai có thích không con? Có đẹp không con? Rồi nè, vừa đây anh ạ. Em muốn nhìn nào. Tươi chú quá nhỉ. Nào, đứng ngay ngắn lên bố xem nào. Xem có đẹp không nào. Xinh gái quá nhỉ. Sao không có váy à con, bố không mua váy cho Trà. Trà hôm qua bố mua cho Trà rồi. Mai mẹ lại mua cho Trà nữa nhá. Để em đi mặc xem bộ quần áo có vừa không nhá. Em đi thử đi. Ý. À, trông con nhá. Em đi thử đi xem nào có vừa không nào. Nào. À đây bố mặc quần áo mới cho Khoa nhá. Ừ, cẩn thận không nó hỏng đi con. Ờ à, đây bố mặc cho Khoa nhá, đây áo mới của Khoa này. Chị cho anh đổi cho em đi, em thích cái đấy chị cho anh đổi cho em nhá. Ừ, đúng rồi nhỉ. Không cứ cẩn thận không là nó hỏng nhỉ. Thế nào cho anh nhìn thế nào. Em Khoa quần áo mới có đẹp không nào? Anh ơi em mặc rồi. Anh thấy có đẹp không? Đẹp em ạ. Xinh nhất. Chào anh ơi, đẹp không con? Đẹp á. Chà ơi, thấy có đẹp không con? Đẹp á. Đẹp. Yeah. Anh ở nhà trông con để em xuống vườn cắt rau chiều đi chợ nhá. Chào anh với Chà ở nhà chơi với bố với em nhá. Chà nhá. Xuống đi cắt rau đi. Khoa ơi, Khoa ở nhà chơi với ba nhá. Bye mẹ nào. Bye bye. Bye bye.
Đây nhá, để bố cho em vào xe chơi nhá. Con ngồi đây chơi nhá, đứng đây chơi nào. Chớp anh ơi, cháu ơi, ra đây chơi với em nào. Để bố xuống xem mẹ hái rau như nào nào. Đứng đây chơi nhá. Xuống em cho bố nhớ chưa. Cho em được nhiều rồi anh, bê về hộ em với. À con đâu anh? Con đang chơi, ba chị em đang chơi thủy sản này ạ. Để mang anh đổ cái kia vào đây hộ em thôi. Có nhiều rau nhỉ? Chào anh ơi. Dạ. Em có khóc không con? Dạ. Ừ, tôi thương em với bố nhá, nhớ chưa? Đây nhá. Vâng. Em làm cỏ. Em mới làm nên mà vẫn nhiều ấy, mọc nhanh lắm. Mùa này cỏ mọc nhanh lắm. Khoa ở nhà nó có nhiễu không em? Không anh ạ. Con ngoan ạ. Có vất vả không anh? Em đi nào cũng không vất vả lắm em ạ. Ba mẹ con ở nhà chắc vất vả lắm em nhỉ? Ba mẹ con em ở nhà cũng bình thường anh ạ, không vất lắm đâu. Thế đi chợ có sao không em? Cũng bình thường anh ạ.
về nhà qua giường ngủ đấy em ạ. Hai con chơi với bố để mẹ nó sau đi chợ nhá. Đưa bố buộc tóc cho nhá, buộc tóc cho búp bê nhá. Buộc nhá. Cắt sớm mấy hôm trước thì nó rất là dài mà. Nào, chào ra yêu mẹ nào. Chuyện không dài. Sợ sợ á, sợ ngã thương mẹ đã lắm. Thương mẹ lắm. Ơi ơi yêu quá. Con này cho đi chợ dễ bán lắm em nhỉ? Dễ bán anh ạ. Đang đi to đã đẻ trứng cho em. Sắc sắc rồi anh ạ. Em nuôi lâu rồi mà. To thế, béo nhỉ. Chào mai anh ơi. Con chơi với em nha. Chả ho rồi anh ạ. Chiều em đi em mua thuốc cho chả. Đấu này em ơi. Anh sẽ bao rau vào cho em. Rồi đưa em xếp ra. Rau non nhỉ anh nhỉ? Sao con gái? Hỏng cái tay búp bê à? Đợi tí bố sửa cho con nhé. Đưa bố xem nào. Để em xếp nha, để anh xem cho con nhé. Đâu, đưa bố nắp lại cho. Đấy, cho mày này đi chải tóc cho búp bê này con này. Đấy, tóc búp bê rối rồi nhè. Tóc của con rối. Tóc của con đẹp nhè. Bố buộc cho con đi nhỉ.
để em tranh thủ đi chợ nha. Nào anh nâng lên cho em ấy. Đây này, trà con đây đây con viết về này nhá. Đây cho anh tô đâu con tô về này à? Vâng. Thấy cho con tô đi, rồi bố cất cái quyển này cành lên sao nhá. Vâng. Con tô đi. Mà con ngồi hẳn thôi, con viết xem bố xem nào. Ai, con gái viết đẹp quá nhỉ. Được rồi. Đấy, từ từ đội đúng rồi. Nào, bóng lên. Đó. Đấy, ngồi đây tập tô nhớ chưa? Thank you.
Nó trà tô gì đấy? Con gà, con tô đi. Cho anh ơi, bố sang cho con gà với con vịt ăn. Con để ý em nghe chưa? Vâng à. Em khóc thì gọi bố nhá. Nói nhỏ thôi, không em giận nữa chưa? Thank you.
Cơm anh ơi! Dạ, em dậy rồi, em không ăn tay bố à. Em dậy lâu chưa con? Em dậy rồi, em dậy lâu rồi. Để bố rửa tay đấy nhá. Trông em và bố một tí nữa nha, bố rửa tay xong bố lên. Nào, sao giật tóc chị thế con? Đâu đâu bố bé? Nào, sao giật tóc chị thế? Nào, ôi dồi ôi. Ô, đi xuống đây nào con ơi. Chị nào cho anh với cha ấy xuống đây con. Chắc từ mai con ở nhà với bố nhé. Con hái cùng mẹ hay con đứng ở đây chơi? Con đứng ở đây chơi. Con đứng đây chơi nhé, để mẹ hái nhé. Con cầm túi cho mẹ đi. Con đứng ở ngoài vặt thôi nhá, không nhặt con nhá. Không nhặt. Con giỏi lắm. Hái ơi. Dạ. Con hái quả to nhá. Dạ.
nào con này. Đây có một cây bị chết rồi này. Con hái nữa không? Có được quả nào không con? Được à. Đi lên đây con ơi. Mẹ ơi con này có nhiều lắm. Mẹ con đợi mẹ một chút nhé, để mẹ vào xong cái này nhá. Chà ơi chà, con lại đây chơi với em nhá. Chơi với em trông em hộ bố nhá. Để bố đi nấu cám cho con lợn ăn nhá, con lợn nó đói rồi nhá. Ngoan lắm, nào. Trời ơi, gọi nào em ơi. Ba ơi, ngoan quá, Khoa ơi, Khoa à, cha ơi. Khoa ơi, đây, đây, cuốn này, cuốn này, piu piu, ui, vào đầu nó sao con, ui. Nào, đây của cha đây. Này, cha ơi, con cầm này nhá, xong con xông em hộ bố nhá, để bố xuống gần bố cắt rau về thái cho lợn, nhớ chưa? Em không thì gọi bố nhớ chưa? Nó mồm đâu, dạ chứ. Ừ, chứ gần gần.
đợi mẹ chút, mẹ hai mẹ con mình ngủ. Nhặt vào đây nhé. Rồi, con đứng ở đấy để mẹ đi vặt tiếp nhá. Vâng ạ. Mặt của mẹ à? Vâng. Được rồi, cái này hết rồi con ạ. Hai mẹ con mình mẹ chuyển sang cái kia nhé. Vâng. Con đứng ở ngoài để mẹ vặt cho nhậm ấy. Nhiều quả nhỉ con nhỉ? Vâng. Con vặt ở bên đấy à? Đi hai mẹ con mình đi bộ đi con. Con đổ nè. Rồi quá. Thì hai mẹ con mình lại đi vặt đi. Cá ơi! Cá ơi! Con chơi với em của bố nhá, để bố nấu cám nhá! Cha ơi, dạ. Không em khoai cho bố nữa chưa? Dạ. Ừ, không được làm em khóc đâu nhá.
cho mẹ xin. Thế con có một quả dâu vậy con? Kia có một cái quả bao đồng kìa. Đây cũng nhiều lắm con này. Rồi hai mẹ con mình đổ rồi đi về đi con ơi. Không con cầm giỏ nhá. Đi. À, ăn rau rồi. Bố đây. Ai bố đây? Sao thế con? Đây bố nhiều con. Ôi trời ơi, chào mọi người. Hôm nay bố cho con đi chợ nha. Chào mọi người.
bảo bố tóc xinh là đi chợ nào. Các bạn nha, để chuẩn bị đi chợ nha. Hôm nay bố cho qua đi chợ nha. Đi chợ thì kiểu mua tết. Đi chợ mua tết đẹp. Đó, nào, chợ. Ui dồi, ui dồi, đẹp quá nhỉ. Chà dài, tóc cho anh rồi, nhặt cho anh nhỉ? Ơ, 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 con gì đâu con? Ơi. Bỏ đi, con gì đi, cạp cạp đây. Nào. Đi, 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 đi. Bỏ gì đi con. Nhỉ? Con vịt màu gì con? Màu trắng. Đúng rồi, con gái của mẹ giỏi quá được rồi. Cha bố xong tóc rồi. Đến lượt Trâm Anh nào con gái. Cha ơi, con hát một bài một con vịt nào. Rồi mẹ cảm ơn cha nha. Cha giỏi nhà cha nhỉ. Trâm Anh cũng rồi xong rồi con đi dép rồi cả nhà mình đi chợ nè. Đi chợ bán gì nhờ Trâm Anh nhỉ? Cha. Đúng rồi cha cũng giỏi Trâm Anh cũng giỏi. Anh bế qua đây để anh đi cà cho. Rồi mẹ bế. À, để anh thử xem nào. À, chắc được. Ôi, đây đây nào. À, được rồi nào, cả nhà mình đi chợ đây. Nào, đi chợ nào con ơi. Nào, đi nào con gái. Bánh trưng đấy, này hỏi chị đi. Hả? 10.000, 5.000 một cái, 10 cái. Nào, chào ngồi đây nào con.
ăn bánh đi rồi tiếu bố mua thứ cho. Hả? Hả? Đây này, đang giống chị Trâm Anh này. Hả? Chị gì? Chị to á? Cho lấy 15.000 ạ. Cho cảm ơn nhé. À, 10.000 cân ạ. Thank you.
từ từng lúc mình đi bán đấy. Thôi, 2,5 muộn. Thôi, cũng hút 25 nghìn ạ. Con này con. Hả? Đây này giống nhau hay là thằng con? Con thích màu vàng hay màu hồng cho mày? Cho anh thích đôi nào con? Màu hồng á. Đấy bảo bác lấy đôi màu hồng cho con. Không, con này màu hồng à? Đấy đôi đến vừa mà con. Đôi này chả gấu à? Đây đây đang chả gấu à? Con này gấu đẹp này. Đấy đôi nào được? Con thích đôi màu hồng hay đôi màu con thích đôi màu hồng hay đôi màu vàng? Con thích đôi màu hồng á, ở bên lấy đôi màu hồng cho con nhá. Rồi ok rồi, đôi này vừa rồi nhỉ. Nhau. Mấy cái nào con? Xem cái đôi này với đôi này giống nhau. Giống đôi này đúc nhau mà con. Giống nhau rồi thầy. Giống nhau mà. Giống giống nhau mà, màu giống nhau rồi. Con là số to hơn thì nó vậy thôi. Được chưa? Ơi, mày ơi, mày
này, con ngồi sữa là con ngủ nha. À, đây, 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 đây. Đây, này, này. Uống sữa đi đã. À, Trâm Anh và Trà uống sữa đi con. Trà. Hả? Má con uống sữa đi. Con để đấy nhá. Đây, đây, con hút đây, đây. Này. À. Đây, đây, đây này. Này, con này. Con uống đi. Ngon không con gái? Có. Ừ, thì con uống đi. Con uống đi con. Hai đứa ở đây chơi để mẹ ru em ngủ nha. Mẹ ơi con uống hết rồi. Thế con mang ra xỏ rác con vứt nhé. Không được đánh nhau đâu nha. Được chưa? Ừ. Ừ. Đây đây, lấy cầm cái này đi, lấy vào. Ai của chú Mai này con này. Trà này ướt hết áo rồi này con này. Nhá, không được bắn vào người chị, ướt quần áo của chị, con nhớ chưa? Ừ, đi vào lui vào trong này chơi đi. Nào, đi vào đây. Đây, đứng lên đây chơi nhá. Ừ, không được bắn vào. Nào, cẩn thận nhé, không rơi xuống ao đấy nhá. Cây mướp này trồng lâu chưa em? Mới anh ạ. Cái tre này thì em chặt ở đâu đây em? Em xin ở quanh đây anh ạ. Ừ, ở đây cũng nhiều tre nhỉ em nhỉ? Anh ơi, cái này em khúc đầy đất rồi, anh lấy đi, anh đập đi. Đây đây. Cái bí này nó đang bị sâu này này.
không phải mà bắt sâu. Anh ơi, chắc thiếu cây gác ấy nhở? Ừ, để anh về cái anh lấy thêm. Anh thấy ở ngoài kia có mấy cái xe mà. Vâng. Anh đi về lấy cây đi để em gác nốt nha. Ừ, anh chỉ về anh thấy cái xe ra để bổ thì ra đi. Không nặng lắm đâu ạ. Anh ơi đưa em bổ cho anh đi về vác thêm đi. Chỗ này có 2 cây không đủ đâu. Em bổ đi nhá. Vâng. Ở nhà. Ờ, thế ra đây chơi với mẹ.
đây chơi cho mẹ làm nhá. Cẩn thận vào rau của mẹ nhá. Cha ơi, con hát bài bài bà cho mẹ nghe nào. Cha ơi, con có yêu mẹ không? Cẩn thận nó không vào chân đấy con ạ. Trái con bỏ qua xuống đi. Nó không ở đâu này, lại đây uống nước này. Đây nghỉ nào, giải lao uống nước nào. Uống nước nào vào đây. Vào đây nghỉ giải lao uống nước nào. Mẹ yêu trà nào. Chết. Uống nước không? Con có. Để con có nhớ chưa? Đưa 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 bố uống rót cho. À được rồi. Đây mẹ cầm để uống rót cho nào. Ấy. Này. À, trà xin bố đi. Trà xin bố. Rồi, con gái dạ. Giỏi quá. Con khát nước nhỉ. Thì giỏi ngon quá. Ngon không con? Ừ. À, con uống hết đi. Con uống nữa không? Con uống đi. Uống ngụm nữa. Ui, rớt hết rồi. Đến được Trâm Anh nhá. Trâm Anh uống nước không con? À, con nước cho Trâm Anh nào. Rồi, rồi, rồi. Này con, Trâm Anh uống đây. Đi con. Con uống đi. Con đợi Trâm Anh một chút nhé. Con cầm lên. Nữa không? Uống nữa không con? Không. Ừ, thế con ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Nào. Chà uống nữa à con? Chà đây, chà uống đi. Anh ngồi hẳn hoi đây con, anh uống đi. Chào em ơi. Trời bắt đầu hợp nắng lên rồi đấy. Em uống đi. Con uống không? Cho anh cầm nhé. Dạ. Uống á, để em uống. Chà uống à? Con uống đi. Lại uống tiếp á. À, dạ. Mẹ con uống đi. Mẹ ơi, con đi về nhá. Con đi về con về để ý em đi, không em dậy nhá. Em Khoa mà nhá. Em Khoa mà khóc thì con gọi bố con nhớ chưa? Con đi đi. Đi cẩn thận đấy. Con sơn đấy con. Chà về ở đây con. À, về với chị Trâm Anh không? Không á, con ở đây, đây à? Thế con ngồi đây chơi nha, để bố mẹ làm nhá. Ngồi đây nhá, để bố mẹ đi giao tiếp nhá. Con bảo vâng ạ đi nào. Con đi dép à? Được, đi làm nhá. Đi. Đưa cho em ba một tẹo là khô con gái ạ. Dạ, con ngồi gọn vào kia đi con. Con ngồi gọn vào kia đi. Dạ. Đứng như này gì cho mỏi chân. Anh phải ra để rác cái này lên nhé. Ra đi. Rác cái này ở đây cho mỏi nhé. Cho khỏe. Để xuống bắt cái này. Anh sang đầu bên kia đi. Đấy, rác cái này nhá. Anh ơi.
xem ơi. Được rồi ạ. Cháu cẩn thận ông ướt nha con nha, ướt quần áo con nha. Anh cháu đi sang đi. Con gái ơi, con có muốn về nhà không? Thế mẹ bé con về nhá. Bé con về nhà nhá, anh làm nhá. Ừ, thế em cứ về đi, về để giúp con xem. Cái cắm để nó neo lên thiếu à em? Vâng, bị thiếu rồi ạ. Mai mình cắm sau, muộn rồi, đi thu dọn rồi đi về đi anh ơi. Ờ, đi về đi. Đi về đi anh ơi. Ờ, đi về đi, muộn rồi. Cắm dao nhá. Rau lang tốt nhỉ anh nhỉ? Mai vẫn hái ngọn đi bán được rồi em ạ. Anh ơi, anh đánh đóng cửa vườn rồi nhá.
mẹ bé em nào, Trâm Anh ơi. Này con này cụt đuôi giống mẹ này. Nhớ này đẹp nhỉ em nhỉ? Vâng, đều nhỉ anh nhỉ. Anh ơi, em nhìn thấy mấy quả trứng nhỉ? Nhiều vịt sữa đẻ. Anh ơi, không biết là vịt đẻ từ bao giờ ấy, em không để ý này, được nhiều phết này. Mấy quả em ơi? Đây được 3 quả, với đây được 5 quả anh ạ. Đẻ mấy ngày rồi nhỉ? Vâng. Em về trước đi, anh mở cửa cho vịt nó xuống ao. Vâng. Còn một con này anh ạ.
Con gái ơi, nhiều không? Nhiều. Mấy quả nhờ Trâm Anh đếm cho mẹ xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, em trà đến đúng Trâm Anh đếm nhầm rồi. Để vì thì mình để lứa đầu lên quả nó còn hơi nhỏ nhỉ anh nhỉ? Ừ, hơi nhỏ. Anh ở nhà xong rồi anh luộc trứng cho con ăn nhé, cho hai đứa ăn nhé, mẹ đi chợ lấy đồ bán nhé. Ừ, con ngoan nhá, thơm mẹ cái nào. Giỏi quá, cảm ơn con gái. Ăn nhiều hai nhá. Đứa ở nhà về bố ngoan nhá, để ý em hộ mẹ nhá. À, nhà trông con cẩn thận nhá. Bye mẹ đi. Bye nào. Bye. Ở nhà trông con cẩn thận nhá. Ừ, em đi sớm rồi về sớm nhá. Vâng. Nghe là... Con ngồi đây câu vài nhá, để bố đi nộp trứng cho con ăn nhá. Được chưa? Ừ, cho anh đây là đấy bút cho em ấy nhá. Nào ngồi câu vài đi nhá, trà nhá. Rồi, một xe nào, con tôi như thế nào nào? Rau trà tôi như thế nào đây? Một chậm trà đi xuống nhá. Ừ, tôi đi xuống nhá. Nào, đây nhá, con này, vâng, đây, từ từ đâu nhá, phải chậm lên nhá, đấy, đúng không? Đấy, con tô từ từ như này nhá, đấy, đấy, giống chị Trâm Anh này đúng không? Chị Trâm Anh viết chữ đẹp chưa? Đấy, chị Trâm Anh tô đẹp thế các bạn nhờ. Nào, trà tụi tôi nhá, nào. Lấy bút đấy á, ừ, kệ chị, tí nữa chị đổi bút, rồi. Cho anh tô tiếp đi con. Đấy, trà tập tô nhá. Mai chị cho anh dạy em trà tập tô nhớ chưa?
nào vẽ sang tờ bên này nào. Đây chị để ra đây cho em để vỡ nhá. Rồi bố xem trứng chín cho bố lấy trứng cho các con nhá. Chín rồi này, Trâm Anh ơi, trà ơi. Chuẩn bị ăn trứng nha. Nào nào, từ từ đã nào. Gọn sách vào đây để ăn trứng nữa nhé. Đây, trả đây. Đây, Trâm Anh cất sách đi. Nào, cất cất bút đi. Nào, ở đây, bắt Trâm Anh đây. Ừ, bố cất cái này cho con nhé. Tào quá nhỉ, đâu cho anh ăn quả nào? Cái ăn quả nào? Ờ đấy bố thổi nha, nóng lắm. Cho anh quả này đúng không? Nóng quá. Bố cho anh biết đây có mấy quả trứng này? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con ăn mấy quả? Con ăn 3 quả. Ăn 3 quả, em chả ăn mấy quả? 3 quả. Ăn bằng này nhá. Ôi, ăn nhiều thế. Nào trà ơi trà, con ăn quả nào nào? Để đi bố quả này cho con nhá. Ăn nhiều quả thì ăn xong quả này rồi ăn nhiều quả à? Dạ. Ngon thế nhỉ. Đây, bố em trà trước. Cho anh ăn quả nào bố bóc. Quả này à? Ừ, bố bóc quả này nhá. Trà có chấm không con? Ủa, chứ chờ thì bố bóc ra thịt xong rồi bố lấy sắp. Sát quá con, nó mới đẻ lên nó sát lên. Đây, bố cho anh này. Ừ, ngoan lắm con ăn đi. Chà, không ăn đồng đỏ à con? Ăn đi. Để bố bóc ra. Đã cắt xong rồi trà này. Này, cục trà đây. Con để vào ban. Để bố bóc ra. Trà ăn đi con.
Nào, cho anh ăn nữa đi con. Chả ăn lúc mình ấy đi. Quả này bố cất đi cho em qua nhá. Ừ, đưa bố cất đi. Cho anh lấy vỏ ra cho quả đi, vỏ em cho nữa nhá. Bàn tay cho con tô nhá. Cái bàn tay to thế nhỉ. À, chị em ở nhà học bài xong là để ý em cho bố nhá. Em khóc thì gọi bố nhớ chưa Trâm Anh. Bố xuống quần làm việc.
Trang ngủ ở đâu con? Ngủ ở ghế. Ngủ ở ghế á. Đang ngủ á. Mình sẽ để bố lấy chân bố đắp cho em. Nữa à? Đâu xem nào. Con dài bố, con ngủ à? Con buồn ngủ á? Con ngủ. Con buồn ngủ à con? Con ngủ á? Bố bé con ngủ nhá. Nhá. Nào mồm đâu? Con ngủ nước con. Mẹ bé trà nào, ở nhà có ngoan không? Em đi chợ về sớm này em.
Hôm nay bán hết sớm anh ạ. Em chưa kịp bó không xem nhau. Anh ủng hộ nhỉ. Sao con ngủ ấy, nó lại nằm ở đây ngủ này. Mẹ con ngồi nghỉ nha, để mình cho bếp nấu cơm nhá. Con này gọi con nào rồi? Con trông con để em xem nào.
này xôi nha. Đâu con nào, đâu con nào, đâu của xem nào. À đây đây con nào đây. Đây mẹ đang thử xem chín chưa? Chín rồi con ạ. Tôi nghe mắm mấy con ạ. Vào đây rồi mẹ cho con ăn thử nhá. Chị chào nha. À chào bố. Ừ kìa chị chào con ăn đi kìa. Nào con ăn miếng nào. Ăn nào. Ơ ơ ăn nào. À ơ ơ. Ăn đi. Con ăn nào. Để mẹ xem gà chín chưa nha. Chào anh ơi. Xem gà kìa. Gà chín rồi. Gà chín rồi đây này con này, để mẹ vớt ra đã. Mẹ cho con cái đu chín. Cái gì đây con? Con gà. Rồi. Cả nhà mình chuẩn bị ăn cơm nào. À, để bố con chú bóng lên cho nó sáng ăn cơm nào. Sáng chưa? Nào, cho mấy người gọi nào. Đi ăn cơm nha. Rồi. Dạ. Đây đây. Của bố. Đâu của bố đâu? Quá. Ăn cơm nào. Này bát này con ơi, cháu ơi. Con nhìn ngoan quá. Đây. Này con. Đây cho anh bát này. Ở đây cho anh bát này. Của bát này đây. Ừ, em qua bát này nha. Cô sẽ tóc thì con. Ừ. Cô cho anh nha. Đây. Đây của ba đây. Cảm ơn mẹ nha. Đây của trà đây. Trà đánh ít á. Ở đây của mẹ đây. Khoan thôi nhá. Mẹ lấy giấy nhá. Cháu giấy này anh ơi. Con ăn cho hậu chú. Ăn nữa cho con nhá. Đây con xin mẹ chưa? Con xin mẹ. Anh ăn đi. Dương ngon không con? Ngon. Con làm gì ấy? Con chị già ăn giỏi kìa, ăn dưa giỏi thế, chị già ăn giỏi nhỉ? Ngon không con? Này em ăn đi em ơi. Thôi em xin. Ngon nhỉ? Cho anh xin nốt miếng này nó lắm mà. Em tự no rồi đấy. Con để đũa vào đây cho mẹ nhé. Nốt cho con miếng này nào. Anh ăn được không? Thôi anh thôi. Em gọi nhé. Còn thôi sáng mai mẹ hấp lại cả nhà ăn nhá.
Con ơi, ăn cơm nào. Con ơi. Rồi, sạch lắm rồi. À, hai con gái đi vào nè. Ừ.